Đặng Luân lần đầu lộ diện sau tin tức kết hôn, nhan sắc tình cũ Dương Tử xuống cấp trầm trọng. Hình ảnh được cho là của Mỹ Nam gương mặt tựa khói xương, Đặng Luân đang được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Sáng nay, cư dân mạng truyền tay nhau bức ảnh được cho là của Đặng Luân, lúc này, nam diễn viên đang đi chơi thể thao với bạn. Như vậy, đây là lần lộ diện công khai đầu tiên của Mỹ Nam hương mật tựa khói xương sau tin đồn sắp làm cho người ta. Đặc biệt, dưới phần bình luận, khán giả không khỏi suýt xoa trước sắc vóc vạn người mê của Đặng Luân. Có vẻ như anh không hề xuống cấp về ngoại hình như những lời đồn thổi trước đây của netizen. Cách đây chưa đầy một tháng, mạng xã hội xôn xao trước tin đồn nam thần hàng đầu Zenith Đặng Luân sắp kết hôn với bạn gái ngoài ngành giải trí. Có thông tin nam diễn viên đã đến gặp gỡ gia đình bạn gái để bàn chuyện hôn lễ. Vợ sắp cưới của Đặng Luân là người rất xinh đẹp, từng cùng anh trải qua những khó khăn trong quá khứ. Việc Đặng Luân lựa chọn im lặng trước tin đồn này khiến những người yêu mến anh cảm thấy vô cùng sốt ruột. Sáng nay, fan club Đặng Luân tại Trung Quốc chia sẻ một bức ảnh được cho là của nam diễn viên do họ chụp được. Trong ảnh, anh diện đồ thể thao với tông màu nổi bật, đang đi chơi ném đĩa với bạn. Dù bức ảnh khá mờ nhưng dễ nhận thấy người trong ảnh có vẻ ngoài bảnh bao, nước da trắng, vóc dáng cân đối. Đặc biệt, người đăng ảnh còn cung cấp thêm một thông tin nữa, đó là Đặng Luân sẽ không trở lại ngành giải trí mà chú tâm vào công việc kinh doanh là chính. Hình ảnh được lan truyền cũng như tin tức mà blogger chia sẻ chưa được phía Đặng Luân kiểm chứng. Nhưng với sức hút không hề thuyên giảm của tình cũ Dương Tử, bức ảnh trên nhanh chóng được lan truyền và nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Trên các diễn đàn phim ảnh, ngoài việc dành lời khen cho vẻ ngoài phong độ của Đặng Luân, công chúng còn bày tỏ sự tiếc nuối và mong ước nam diễn viên sẽ trở lại màn ảnh vào một ngày nào đó. Trước đó, năm 2021, Đặng Luân đang trên đỉnh cao sự nghiệp thì bị phong sát do trốn thuế. Dù vậy, nhưng với nhiều khán giả, sai phạm của Đặng Luân cũng giống như trường hợp của Phạm Băng Băng, không đáng để tẩy chay triệt để. Nhiều nhóm khán giả đã đứng lên đòi trả lại Đặng Luân để anh có thể trở lại màn ảnh nhỏ. Nhưng kỳ vọng đó của công chúng có vẻ như rất khó thành công.